Này các cậu, đang làm gì thế? Đợi chút nào, hôm nay là ngày dọn dẹp à? Chà, rõ ràng là các cậu đang làm thế đúng không? Nếu muốn thoát khỏi công việc lau dọn đầy khó chịu, hãy áp dụng một loạt các mẹo vặt dọn dẹp thiên tài, nhàn tênh này nhé! Được rồi, đã đến lúc học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra vào tuần tới. 20 phút ư? Mình quên mất là đã có hẹn với Sophia. Bước 1, đi tắm. Này, không nhìn trộm nhé. Tại sao không có nước chảy ra nhỉ? Vòi hoa sen bị tắc rồi, trông kinh quá. Bây giờ mình phải làm gì? Này, có phải là cô giáo đã nói rằng giấm có tác dụng như chất tẩy rửa trong tiết hóa vào tuần trước không nhỉ? Đúng rồi, cô đã đổ giấm vào cái lọ chứa chất gì đó và nó đã sủi bọt. Nó có hiệu quả không nhỉ? Để loại bỏ các mảng bám canxi trên vòi hoa sen hay vòi nước, chỉ cần đổ đầy giấm vào một túi nhựa rồi cột nó vào đúng vị trí bằng sợi dây thun. Thấy chưa, hiệu quả thật. Chỉ sau 5 phút, vòi hoa sen của bạn sẽ lại đẹp như mơ, bền như mới. Ta-da! Tắm nước nóng luôn là tuyệt nhất. Đừng tắm quá lâu đấy, cậu có hẹn mà nhớ không? Chà, đây là khuôn mặt của một người vừa thỏa cơn nghiện mua sắm. Vậy cậu mua được những gì? Đôi giày trông đáng yêu quá đi mất. Và đôi guốc dễ thương này là hoàn hảo để đi chơi với bạn bè. Và chúng đang giảm giá, các cậu có tin không? Tuyệt vời! Nhưng cả hai đều không thể sánh được với đôi giày đẹp nhất này. Cậu đã sẵn sàng chưa đấy, Sophia? Xin giới thiệu đôi giày cao gót màu hồng tuyệt đẹp với chất liệu satin. Chúng là đôi cuối cùng của cửa hàng. À, mọi người sẽ phải ghen tị cho mà xem. Mình không thể đợi để được mang chúng. Sophia, xem những đôi giày đẹp tuyệt của tớ này. Tại sao cậu lại mua nhiều giày vậy? Cậu sẽ để chúng ở đâu cơ chứ? Sophia! Gì chứ, tớ sẽ nghĩ cách. Chà, có một điều, đừng bao giờ vứt những cái hộp này đi. Chúng sẽ có ích đấy. Nếu có một đống hộp giấy cùng những đôi giày cần phải sắp xếp, bạn sẽ thích mẹo vặt này đấy. Lấy 5 hộp và để nó nằm ngửa như vậy. Sau đó, đặt phần hộp tương tự vào trong như thế này nhé. Khi đã đặt giày vào trong, hãy bắt đầu xếp chồng các hộp lên nhau như thế này. Giờ thì bạn có thể thấy toàn bộ đôi giày tuyệt đẹp thay vì vứt chúng vào một cái tủ tối tăm. Làm tốt lắm các cô gái. Vâng, phần tuyệt nhất trong ngày. Bữa trưa. Ôi trời, thơm quá đi mất. Wow, Sophia, cậu đang thèm ăn lắm phải không? Được rồi, đã xong, no quá trời. Chà, mình nên dọn sạch đống này rồi quay lại làm việc thôi. Eo ơi, ôi trời, cậu chất đống khá là nhiều bát đĩa đấy Sophia. Mình sẽ mất hàng giờ để rửa nó mất. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ mệt rồi. Chắc chắn là mình không muốn phải làm việc này đâu. Giá như có cách nào đó để làm việc này dễ dàng hơn nhỉ? Này, chắc là có đấy. Hãy kiếm một cái găng tay bằng cao su như thế này. Với súng bắn keo nóng, hãy cho một ít keo vào ngón tay, rồi dán một dải của miếng rửa bát thô lên phía trên. Hãy làm như thế với các ngón còn lại. Hãy chắc chắn là miếng rửa bát vừa với ngón tay nhé. Khi đã xong với ngón tay, hãy cho một ít keo vào lòng bàn tay. Tốt hơn hết là nhớ chét keo vào đó theo hình chữ Z. Hãy đặt một miếng rửa bát hình tròn lên phần keo. Khi đã khô, bạn đã sẵn sàng rồi đấy. Với một chiếc găng tay tiện dụng như thế này, rửa bát là một việc rất dễ dàng. Sẵn sàng chưa? Đơn giản là cho một ít xà phòng lên găng tay ướt rồi chà thôi. Việc không phải giữ miếng rửa sẽ giúp cổ tay và cánh tay của bạn đỡ bị mỏi hơn khi rửa bát. Và bạn sẽ xong trước khi kịp nhận ra. Thấy chưa, cũng không tệ lắm nhỉ? Một trong những điều tuyệt nhất trong buổi chiều là được lười biếng. Và tất nhiên là làm những trò ngớ ngẩn nữa. Wow, cẩn thận với đống snack chứ Sophia. Chẳng lẽ cậu hết bát đĩa rồi hay sao? Và enter. Wow. Hả? Cái gì thế này? Ôi trời, vụn bánh rơi cả lên bàn phím rồi. Bella, giúp tớ với nào. Ha ha, cậu bừa bộn quá. Đâu có. Cậu thật ích kỷ.
Được rồi, cậu biết sao không? Cho tớ mượn đống chất dẻo của cậu nào. Để làm sạch các mảnh vụn khó lấy, hãy cho thứ gì đó dính lên trên như slime chẳng hạn. Trong khi chảy ra xung quanh, nó sẽ nhặt hết các mảnh vụn mà bạn không phải làm gì cả. Và khi đã sẵn sàng, hãy lấy nó lên cùng với các vụn bánh. Và nếu vẫn có các mảnh vụn ở xung quanh, hãy cho slime lên trên để dọn dẹp thật dễ dàng. Ồ, còn sót chỗ này. Vâng, ngay chỗ đó. Wow, khá là thỏa mãn khi xem đúng không? Cậu đang làm gì vậy? Slime của cậu đây, Bella. Wow, nó chứa đầy vụn bánh. Ew, cậu làm hỏng nó rồi, Sophia. Đối với nhiều cô gái, chuẩn bị sẵn sàng là một điều rất quan trọng. Đừng quên gom xịt tóc nhé. Hoàn hảo. Hả? Có vẻ như hộp kim loại sẽ để lại các vết rỉ sét trên bàn của bạn. Tại sao nó lại cứng đầu vậy nhỉ? Ôi trời, mình vừa mới vất vả lau dọn phòng tắm mà. Không, thứ này sẽ không biến mất. Mình sẽ phải làm gì đây? Ồ, chào cậu Bella, tớ cất lọ son móng tay ấy mà, nếu mình có thể phủ lên lớp rỉ sét. Dùng sơn móng tay được không nhỉ? Hãy thử thôi nào. Đầu tiên, hãy lấy cồn tẩy rửa và cho một ít vào miếng bông gòn. Sau đó, hãy lau đáy chai xịt với nó. Sau khi lau xong, hãy lấy sơn móng tay trong suốt rồi phủ một lớp lên đường viền đáy chai. Đừng sợ việc phải dùng nhiều sơn nhé! Bây giờ khi đặt chai xịt xuống trong phòng tắm, bạn sẽ không còn phải lo về đống rỉ sét nữa. Cuối cùng, bạn có thể xịt tóc mà không phải lo lắng gì cả. Để xem nào, mình sẽ mang gì hôm nay? Tuyệt, chiếc áo này thật hoàn hảo, màu cam chắc chắn sẽ rất nổi bật. Bây giờ hãy chọn giày. Chà, hơi bị khó đấy. Là giày thể thao. Ồ, chúng bẩn quá đấy cô gái. Hả? Sao mình lại không biết là chúng bẩn thế nhỉ? Đôi giày yêu thích của mình đã bị hỏng rồi ư? Thật vậy sao? Mình có một ý tưởng tuyệt vời. Hãy lấy kem đánh răng và bàn chải. Bạn có một đôi giày mà cứ ngỡ là đã hỏng rồi chứ gì? Hãy lấy ống kem đánh răng, rồi cho chúng lên những phần bị bẩn trên đôi giày của bạn như thế này. Tuyệt, giờ thì hãy dùng bàn chải. Tất nhiên không phải là cái mà bạn vẫn thường đánh răng đâu nhé. Chà kem đánh răng lên giày. Sắp được rồi đấy. Khi bạn đã chà xong, hãy lau sạch tất cả bằng khăn ẩm hoặc khăn ướt. Wow, trông nó lại đẹp như mới vậy. Được rồi, đã đến lúc để ra ngoài và tất nhiên là vẫn đầy phong cách. Bạn có thích những tuyệt chiêu này không? Các cảnh hỏng này còn thú vị hơn nữa đấy. Hãy chia sẻ những mẹo vặt này với bạn bè của mình nhé. Và như mọi khi, nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để có được nhiều video hữu ích như thế này. Chúc các bạn lau dọn thật vui vẻ!